Colin Vlog tâm sự lấy vợ xong có thể sẽ cùng nhau sang châu Phi làm từ thiện. Colin Vlog hiện đang là một trong những YouTuber được dân tình quan tâm hàng đầu hiện nay. Ngoài cuộc sống tại châu Phi, nhiều người hâm mộ còn rất mong ngóng anh chàng công khai chuyện tình cảm. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip Colin thoải mái chia sẻ về chuyện vợ con. Cụ thể, anh chia sẻ mong muốn lấy một cô gái Việt Nam làm vợ. Nếu có điều kiện sẽ về quê sinh sống, nếu không có thể cùng nhau lập nghiệp, từ thiện tại châu Phi. Colin nhấn mạnh, ở đâu không quan trọng, cơ bản là phải thương nhau, yêu nhau là được. Không nhất thiết là bắt buộc phải ở Việt Nam hay châu Phi. Ngay khi xuất hiện đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đa số đều phấn khích trước những chia sẻ thú vị về tình yêu. Cách đây không lâu, anh chàng cũng đã có tâm sự về chuyện lấy vợ sinh con trong một lần giao lưu với người hâm mộ. Cụ thể, khi được fan khuyên nên lấy vợ châu Phi vì thuận cả đôi đường, bởi Colin đang sinh sống và làm việc tại Angola, lại hiểu biết nhiều về phong tục tập quán nơi đây. Đáp lại tình cảm của mọi người, anh chàng sau đó đã đưa ra ý kiến, đẹp trai thế này mà cưới vợ Việt Nam thôi. Chứ cưới vợ châu Phi nghe hơi lạ. Phần đối đáp chỉ lấy vợ Việt mới đây của 9X lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Hóa ra yêu cầu đầu tiên của anh chàng, bạn đời phải là người Việt Nam. Đặc biệt có rất nhiều fan Việt gọi tên Thùy Tiên ở phần bình luận và trêu rằng đây là những lời nhắn nhủ của Quang Linh dành cho nàng hậu xinh đẹp, đồng thời bày tỏ hy vọng đôi trẻ có cái kết đẹp. Màn ghép đôi này không phải không có lý do khi mà trước đó, trong chuyến thiện nguyện của Thùy Tiên tại Angola, Quang Linh đã trở thành hướng dẫn viên hỗ trợ nàng hậu rất nhiệt tình. Ngoài ra, chính sự đồng điệu trong cách ăn mặc, nói chuyện đến tính cách của cả hai làm các fan thích thú, tích cực đẩy thuyền. Tuy nhiên, không lâu sau khi về Việt Nam, Thùy Tiên từng trực tiếp lên tiếng là cô nàng và YouTuber chỉ là bạn bè, anh em tốt, không thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm yêu đương. Colin Vlog là cái tên nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nhắc đến anh, ai cũng sẽ nhớ đến ngay chàng YouTuber với những clip review về cuộc sống chân thực tại châu Phi. Không những thế, anh còn cùng nhóm bạn thường xuyên góp tiền để mua các yếu phẩm, thức ăn, nước sạch, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân châu Phi ở nơi anh sống có công ăn việc làm, phát triển cộng đồng. Về phần Thùy Tiên, cô luôn là nàng hậu được sự quan tâm của fan sắc đẹp. Mỹ nhân này cũng là người đẹp tích cực tạo ra các hoạt động lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng. Miss Grand International 2021 vừa cho ra mắt series podcast mang tên Tiên Tiến Podcast, nói về các chủ đề tâm sự nhỏ to cùng Thùy Tiên, mang đến sự an ủi, thấu hiểu cũng như chia sẻ cho những ai cần một nơi để trút bầu tâm sự. Trong các sự kiện, Thùy Tiên đều xuất hiện với diện mạo lung linh hết cỡ, nhưng người đẹp cũng không ngừng lăn xả và khá nhí nhố ở các hoạt động khác. Trong một tập podcast mới nhất, Thùy Tiên có tạo kiểu tóc khiến fan được phen cười nghiêng ngả vì vừa đáng yêu vừa buồn cười. Có thể thấy dù vẫn duy trì thần thái cùng nhan sắc xịn sò, song muôn vàng biểu cảm đa sắc thái của cô nàng lại khiến người hâm mộ không khỏi bật cười. Khi xuất hiện khắp các sự kiện, show truyền hình, cô luôn khiến người hâm mộ cười không nhặt được mồm với vô số những biểu cảm hài hước của mình. Từ livestream giao lưu trò chuyện cùng người hâm mộ, Thùy Tiên cứ xuất hiện ở đâu lại có vô số những meme hài hước ra đời. Netizen cảm thấy rất thú vị và để lại nhiều bình luận trên video cô đăng tải. Hai cọng tóc thấy cương dị. Ủa tóc thiệt mà nãy giờ tôi tưởng filter. Nhìn hai chùm tóc của bả không tập trung nghe bả nói được tại mắc cười quá ha ha. Thùy Tiên gắn anten để bắt sóng cho nhanh thôi bà con đừng thắc mắc nữa. Và như thường lệ một số fan ruột còn tag Quang Linh vào phòng bình luận để tiếp tục hành trình ghép đôi. Bà Tiên ngày càng đáng yêu thế này thì Quang Linh phải nhanh về Việt Nam thôi. Anh Linh nghĩ sao về chị Tiên của chúng em ạ? À?